từ vựng tiếng Anh theo chủ đề tính cách về tính cách ngoại hình và cơ thể phần 12 số 1 handsome và đẹp trai. Handsome là đẹp trai. Handsome số 2 là happy, là hạnh phúc. Happy là hạnh phúc. Happy là hạnh phúc. Số 3 là hard working, là chăm chỉ. Working là chăm chỉ. Working. Working. Số 4 là hay là màu nâu đỏ. Hai siêu là màu nâu đỏ. Hai siêu là màu nâu đỏ. Số 5 là healthy là khỏe mạnh. Healthy khỏe mạnh. Nghe thuy là khỏe mạnh. Số 6 là heavy là nặng. Heavy là nặng. Số 7 là honest là thật thà. Honest là thật thà. Honest là thật thà. Honest là thật thà. Số 8 là hứng ri là đổi. Hứng ri là đổi. Henry là đói. Henry là đói. Số 9 là hết là bị xúc phạm. Hết là bị xúc phạm. Hết là bị xúc phạm. Số 10 là ambition là nóng vội. Ambition là nóng vội. Ambition là nóng vội. 11 là in bullet là bất lịch sự. In bullet là bất lịch sự. In bullet là bất lịch sự.
tên bà lẹ nằm bạc sợi. Hâm sa mẹ đẹp trai, hấp phi là hạnh phúc, hòn quốc kinh là chăm chỉ, hai siêu là màu đỏ, hát thi là khỏe mạnh, hai phi là nặng, hôn nịt là thật thà, hấn ri là đói, hết hết là bị xúc phạm, in bắt sinh là nóng vội, in bôi lai là bất lịch sự. Mình xin kết thúc từ quận tiếng Anh theo chủ đề tính cách ngoại hình và cơ thể phần 12 tới đây.